Theo các nguồn tin chính thức, hơn 30 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Indira Gandhi đã bị hoãn lại, trong khi khoảng 30 chuyến tàu đến thành phố này cũng bị lùi lịch do sương mù dày đặc cản trở giao thông đường sắt. Do tầm nhìn thấp giảm xuống còn 0 đến 5 mét, tài xế ô tô phải bật đèn nháy và đèn pha để di chuyển trong sương mù. Một số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở New Delhi và các khu vực lân cận khiến một số người bị thương. Dự báo tình trạng sương mù và dày đặc sẽ còn tiếp diễn tại New Delhi và các bang phía Bắc và phía Đông như Punjab, Haryana, Uttar Pradesh và Bihar. Trong vài ngày qua, nhiệt độ đã giảm xuống mức thấp nhất là 1 độ C ở các vùng miền Bắc Ấn Độ. Các trường học đã phải đóng cửa, người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đề phòng cảm lạnh. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến hàng chục nghìn người tử vong do nhiễm lạnh, đau tim hoặc đột quỵ. Thủ đô của Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí khi chỉ số chất lượng không khí về bụi mịn PM2.5 tiếp tục duy trì trong khoảng 301 tới 400, được xếp vào mức rất kém.